Xin chào các bạn đã đến với tập 13 Vinh Quang trong Thủ Hận. Mạng xã hội mấy ngày gần đây dậy sóng hết vụ Sarah dính vào ma túy. Đến việc ơn dinh bạo lực học đường bạn cùng lớp. Vì quá mệt mỏi à ta ngủ thiếp trên bàn bà thầy bói. Bà ấy gọi điện cho chồng cô ta đến. Anh bước vào trong và chờ ơn dinh về nhà. Trong giai đoạn này anh không thể ly dị được vì anh nghĩ đến con. Đợi thời gian mạng xã hội lắng xuống anh sẽ giải quyết chuyện này. Sau đó cô à đến cơ quan mình làm việc và nói với ban quản trị trong ngành rằng chưa có bằng chứng mong họ đừng tin theo những lời địa đặt trên mạng mà ảnh hưởng đến nhà đài. Cô A à, tiếp viên hàng không này từ lâu đã thương thầm dây run, lợi dụng cơ hội ơn Jin đang dối tung trên mạng mấy ngày nay, ả à ta nhắn tin sau đó họ gặp mặt, cô ả à đưa cho hắn nghe một đoạn ghi âm, mà trước khi ông ó mất tích đã gửi cho ả, à. Eun đến cửa hàng của dây run và hỏi cô nhân viên ở đó một vài câu, cô bé này ngày xưa cũng từng bị nhóm này bắt nạt, nhưng vì sợ bọn chúng hành hạ nên cô ấy chỉ biết im miệng và làm theo mệnh lệnh, chồng hơn nam đang hí hửng đi lấy tiền mà hắn đe dọa mẹ ơn Ca Nam đi đến chỗ bà Thầy Bói xin vài lá bùa, vô tình trước ngõ cô đụng mặt mẹ Ơn Jin, bà ấy vô tình làm rớt ở thông tin xuống đất, hơn Nam thấy mặt của chồng mình, thì ra bà này đang đến tìm thầy bói để ám cho tên này, chết không toàn mạng, bà thầy bói ra giá cao gấp 5 lần, nhưng để dẹp đi cái gai trong mắt thì giá cao đến mấy bà ta cũng đồng ý. Elrin đã đến cửa hàng tìm một vài thứ còn sót lại trong vụ án, thì cô à đụng mặt cô tiếp viên hàng không ở đó, bây giờ cô này có thể mạnh miệng phản biện cho từng lời nói của mình rồi vì cô ta nghĩ chẳng mấy chắc những xấu xa của cô cũng bị eun vạch trần cô tiếp viên đến thăm sarah trong tù và nói cho sarah biết thời gian gần đây nhiều tin hát diễn ra hết tin cậu bị bắt sau đó đến tin phòng triển lãm tranh của cậu trốn thuế eun đến đóng tiền nhà cho bà chủ bà chủ nhắn cô ấy lấy những lá thư trong ngăn kéo còn anh bác sĩ muốn ứng tuyển trong nhà tù quân đội để tìm cho được bằng chứng mà tên sát nhân đã hại chết bố mình nhìn gương mặt hắn không chút hối lỗi khiến anh bác sĩ điên máu dù cuộc sống có gặp khó khăn gì, nhưng tối đến về bên cạnh Eun, anh vẫn nụ cười hiền, anh kiểm tra vết xước trên mặt cô, sau đó cô cũng chịu chủ động ôm anh một cái, khiến nỗi buồn trong anh xoa dịu phần nào. Sáng đến Eun ghé trường chào tạm biệt cô bé kia Son, và trong lòng cô cảm thấy mình có lỗi với con bé. Sau đó Eun quay đi, tên cảnh sát trưởng đến báo cho Eun thông tin là xác của ông cô đã bị phát hiện, cô ả tức điên lên, nhưng đã quá muộn cảnh sát đã vào cuộc điều tra họ niêm phong hiện trường, bà mẹ Eun uống rượu vào mất kiểm soát và say đến nỗi đốt cháy căn phòng của mình, Eun khóc gào thét trong đau đớn, nhưng cô đành đưa bà ấy vào trại tâm thần, chồng ơn Jin tìm đến gặp Eun, anh hỏi Eun những thông tin trên mạng gần đây có đúng là sự thật, anh còn hỏi về vụ Sohi bị bạn học bạo hành đến chết, Eun đáp nếu những việc xảy ra khiến anh và bé Son đau buồn thì cho tôi xin lỗi, nhưng hành động của Enjin khiến cô không thể nhắm mắt cho qua, lợi dụng cơ hội này Jaejun muốn tình cảm vợ chồng họ dạn nứt, hắn mời chồng ơn Jin đến cửa hàng sau đó hắn đưa ra bằng chứng về cái chết của ông cô có liên quan đến ơn Jin. Chồng On Nam bên này chuẩn bị đi đến chỗ hẹn gặp mẹ ơn Jin để lấy tiền. Nhưng trên đường đi ông không may bị xe bà ta đụng phải, ông ta chết tại chỗ. Tên cảnh sát đi cùng xe đi ra kiểm tra thì ông ta đã bị tắt thở. Bà ấy hâm dọa tên cảnh sát bây giờ chúng ta một thuyền của nhau hãy nói. Cho cảnh sát biết là do ông ấy say xỉn lao vào xe và chết, bà sẽ bồi thường cho gia đình ông ấy một số tiền. Trong lúc bà thầy bói làm phép thì vong hồn Sohi đã nhập vào bà ta cô bé nói mình là sohi nè cậu có cần lấy chiếc áo lại không mình đưa cho cậu nhé à hoảng loạn và nhớ lại cảnh tượng lúc đó à bắt cô bé cởi chiếc áo ra nhưng sohi không làm theo thế là à lấy bật lửa lên đốt cháy chiếc áo của sohi không những thế à còn đẩy so dưới xuống eu nghe tiếng hét lớn nhưng lúc đó lời cô nói chẳng ai chịu tin giờ cảnh sát đến hỏi eu cô nhắc nhở ông ta về chiếc bật lửa thế là ông ấy vào cơ quan và kiểm tra nó vẫn còn ở đó vẫn chưa được xét nghiệm adn Tập 14 đến đây thôi, hãy nhấn kênh theo dõi để xem tập tiếp theo các bạn nhé. Mình xin cảm ơn các bạn. Hãy đăng ký kênh và cho mình một like nếu các bạn thấy hay.